mời nữ chính của chương trình ngày hôm nay. Trời ơi, là mình hồi hộp quá à. Đúng kiểu mình. Tự nhiên em cũng hồi hộp luôn á. Tiêu em ra mình đúng quá chị. Có ai đâu? Không thấy ai hết. Thấy đèn không à? Không có ai. What? Trời quá, không có thấy gì đó. No people inside. Trời quá. It's no people. Không thấy. Thấy cái đèn không anh ơi? Ê, em nghi là con trai sẽ là một người man. Chắc là lỗi kỹ thuật, chúng ta đợi chút xíu. Seriously. Uh-huh. Why are you crying? Now we go way, way back, as far as way back goes. Still standing by your side. You know I'll be right here when all the monsters come on. I've got you. Thiệt hả kì? Trời ơi, bất ngờ thiệt, không biết gì hết. Bình thường trước khi đi show chung á là chị Kỳ hay nhắn với em là hôm nay em lên cũng không tự nhiên thấy chị Kỳ luôn. Nổi da gà luôn á. Thưa quý vị, nữ chính của người ấy là ai? Là diễn viên Lý Dạ Kỳ. Tôi không biết thế giới bên ngoài nghĩ như thế nào về Kỳ. Chắc sẽ là một người phụ nữ kiêu kỳ, rồi sang trọng, mạnh mẽ, rồi cá tính. Và Kỳ vẫn luôn tỏ ra như vậy, chưa bao giờ Kỳ làm khác điều đó. Nhưng khi mà tôi nói chuyện với Kỳ lúc nào tôi cũng thấy là một cái người phụ nữ này á, rất là trẻ con, rất là nhõng nhẽo, rất là yếu đuối và thèm được yêu thương. Cổ nhẹ nhàng hơn bên ngoài của cổ rất là nhiều. Nhưng mà vì một lý do nào đó, ở trên đỉnh núi càng cao thì cái diện tích tiếp xúc nó sẽ càng ít. Chắc nhiều người nghĩ rằng là ồ, ở trên đó lạnh lắm. Những giọt nước mắt của em á làm cho chị Ngọc không kềm được cảm xúc luôn á. Ở bên ngoài em là như thế, nhưng bên trong em lại là một con người rất yếu đuối. Trái tim em, chị cảm giác bây giờ đang rất là mỏng manh luôn á. Cho chị Ngọc từ nãy giờ thấy mình thấy ủa sao bên em bà Kỳ bà buồn gì ta. Thì đó, ngồi im ru. Rồi tự nhiên bước qua bên kia tôi muốn xỉu. Kỳ đã từ chối rồi đấu tranh. Ngày hôm qua Kỳ vẫn từ chối là Kỳ không thể vượt qua bản thân. Kỳ chưa sẵn sàng cho những giọt nước mắt về chính mình được rơi ở một nơi mà ai cũng sẽ thấy. Kỳ muốn được ngồi đây là một nữ chính thanh nhàn thôi. Hãy để cho Kỳ được một lần bước ra khỏi sự an toàn. Hãy cho thanh nhàn được một lần sống. Đừng gọi Lý Nhã Kỳ, bởi vì nếu gọi Lý Nhã Kỳ ở ghế này, Kỳ lại lý trí lên lại. Bé nhàn. Welcome to người ấy là ai? Ôi thanh nhàn. Đúng rồi. Rồi ga rồi nè, sẵn sàng chưa? Hừng hực lên chị ơi. Yeah. 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 Wow. Okay. Đón xem Người ấy là ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.